Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Sơn La vừa thi hành quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lò Văn Chiến, trưởng khoa dược Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, về hành vi nhận hối lộ liên quan đến việc đấu thầu mua kết xét nghiệm COVID-19 của công ty cổ phần Việt Á. Theo kết quả xác minh, từ tháng 9 năm 2020, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La và Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á đã ký hợp đồng kinh tế về việc mua kit test COVID-19 với tổng giá trị gói thầu là 1,05 tỷ đồng, Lò Giang Chiến đã giao dịch với đại diện công ty Việt Á và nhận số tiền phần trăm qua hồng theo thỏa thuận. Hành vi của Lò Giang Chiến đã cấu thành tội nhận hối lộ quy định tại khoản 2 điều 354 Bộ luật hình sự năm 2015.